Hello, xin chào mọi người. Ở video này thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng bài lên những nhóm kín cần phải được phê duyệt khi tham gia. Thì cũng như video trước thì video này mọi người sẽ vào cấu hình tương tác, vào quản lý kịch bản và thêm kịch bản là đăng bài lên nhóm kín. Bấm vào thêm. Thì để đăng bài vào nhóm kín được thì trước hết mình sẽ làm là tham gia vào nhóm theo tệp. Ở đây mình sẽ số lượng tham gia nhóm là từ mình sẽ tham gia nhiều hơn là từ 3 cho đến 5 nhóm. Phần trả lời câu hỏi tự động này mọi người sẽ để những câu hỏi thường gặp như là tôi đồng ý. Yes. Vâng. Cảm ơn admin. Như vậy là phần mềm sẽ random trả lời những cái câu hỏi này. Nếu mà khi mà mình tham gia vào những cái hội nhóm thì có những cái câu hỏi để tham gia. Phần thứ hai là danh sách UID nhóm cần tham gia thì mọi người sẽ tiếp tục vào phần mềm App Plus, vào join nhóm, quét thông tin nhóm. Tương tự như vậy, mình lấy ví dụ này là kinh doanh online. Thì lúc này mình sẽ quét thông tin nhóm. Ở cái phần bộ lọc thì mình chọn là nhóm đóng. Ở phần này mình sẽ không chọn thành viên, tại vì số lượng thành viên có thể sẽ ít hơn. Và số lượng bài viết mới thì mình sẽ chọn là 3. Sau đó mình bấm là filter. Sau đó mình sẽ chọn là lưu ID đã chọn vào file là kinh doanh đây. Là mình làm ví dụ để quét một số UID nhóm. Trong quá trình mọi người thao tác thì mọi người có thể là nhập nhiều từ khóa hơn và mọi người sẽ có được một cái danh sách của UID các cái nhóm cần đăng bài, nó sẽ dài hơn. Sau đó mọi người vào cái phần UID và copy cái phần này, dán vào ô này và bấm là thêm. Ở đây mình muốn là các cái viên sẽ tham gia hết vào tất cả cái nhóm này thì mình sẽ sửa hành động này. Ở phần này mình đang có là 4 thì mình sẽ sửa từ 4 đến 4, từ 4 đến 4 nhóm. Bấm cập nhật. Bước thứ hai là mình sẽ thêm một cái hành động mới, đó là đăng bài lên nhóm. Ở phần này mọi người cũng sẽ chuẩn bị một cái kịch bản đăng bài. Sau đó là chọn nội dung có nhiều dòng. Mình sẽ đăng lên một nhóm. Lấy link folder hình ảnh. Mình sẽ sử dụng một ảnh. Và cái phần nhóm chỉ định này mình sẽ lấy lại những cái UID nhóm mà lúc nãy mình vừa mới quét được. Rồi, như vậy mình sẽ bấm là thêm. Sau đó mình ra ngoài và mình chọn cái kịch bản mình vừa mới tạo. Bấm là lưu. Rồi lúc này thì mọi người sẽ chọn tất cả các viên và bấm trả tương tác. Ở đây mình làm ví dụ nên là mình sẽ chọn một 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 nick Facebook để chạy cho mọi người xem cái quá trình vận hành của cái phần mềm nó sẽ diễn ra như thế nào.
phần mềm đã bắt đầu login vào cái việc. Đây, phần mềm bắt đầu sẽ trả lời những câu hỏi. Đây, phần mềm đã qua được một cái nick, một cái nhóm khác để join vào. Và tương tự như vậy, phần mềm sẽ lần lượt join vào tất cả các nhóm để chuẩn bị đăng bài. Sau khi phần mềm join vào các nhóm xong thì sẽ tiến hành đăng bài lên các cái nhóm. Nhưng mà lưu ý là các cái nhóm kín thường bị các cái admin người ta sẽ phê duyệt, nên cái việc đăng bài lên thì mình sẽ kiểm tra lại những cái nhóm nào mà được phê duyệt qua thì mình sẽ sử dụng cái những nhóm đó để đăng bài liên tục. Còn những cái nhóm mà không phê duyệt thì mình cũng hạn chế đăng bài lên để tránh việc đánh giá spam. Đấy, như vậy cái post của mình đã được đăng lên này. Mọi người thấy chưa? Rồi, như vậy là việc đăng bài đã hoàn thành. Thì trong quá trình mọi người thực hiện còn có những cái vướng mắc nào chưa có thực hiện được thì có thể liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ cho mọi người. Mình là Đài, chuyên hỗ trợ setup và tư vấn vận hành cái hệ thống Mac Phone Farm. Cảm ơn mọi người đã xem video.